Bí mật bốn con giáp khổ trước sướng sau càng già càng giàu tiền tiêu bảy đời không hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn luôn được sức khỏe, hạnh phúc và may mắn thành công trong cuộc sống. À, quý vị thân mến, nhiều người thường tự hỏi rằng tại sao mình đã làm việc chăm chỉ, cố gắng như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm thì lo từng bữa và thầm than thân trách phận. Tại sao trời lại bất công đến với mình như vậy? Điều này có thể là do các bạn chưa được thần may mắn và thần tài để ý tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng hay là từ bỏ cái ý chí phấn đấu của mình các bạn nhé. Có thể là cái quả ngọt sẽ đến với các bạn à, từ cái thời điểm trung vận trở đi thì tuổi này mới có thể được an nhàn sung sướng, sung túc đủ đầy. Và dưới đây là bốn con giáp càng già càng giàu, thêm tuổi là thêm tiền. À vậy các bạn có thuộc bốn con giáp may mắn này hay không và cái cơ may nào sẽ đến với họ trong cuộc đời? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Bí mật bốn con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu, tiền tiêu bảy đời không hết. Quý vị thân mến, chẳng ai là có cái cuộc sống may mắn và thuận buồm xuôi gió cả đời cả, ai cũng sẽ phải trải qua một số cái thăng trầm nhất định và những cái khó khăn để rồi cuối cùng mới có được cuộc sống như mong đợi và bốn con giáp sau đây cũng không ngoại lệ. Dù cố trải qua nhiều cái thử thách và khó khăn trong thời trẻ, nhưng nhờ cái sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, nên đến lúc về già họ sẽ nhận được cái cắt lành nó và chiếu đến. Cuộc sống sẽ luôn được sung túc đủ đầy, không phải lo lắng suy nghĩ về cái chuyện cơm áo gọi tiền. Các bạn có tò mò muốn biết đó là bốn con giáp nào hay không? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay biết đâu các bạn lại đứng vị trí tốt đầu bảng trong những con giáp may mắn đó. Nếu đúng như vậy thì đừng bao giờ nhụt chí à, trước cái mọi gian nan, gian khổ, những cái vất vả cuộc đời các bạn nhé. Tương lai huy hoàng đang chào đón quý vị ở phía trước. À, thưa quý vị, con giáp khổ trước sướng sau càng già càng giàu đầu tiên thì đó chính là những người tuổi xíu. À, thưa quý vị, trong số 12 con giáp thì những người tuổi Sửu thuộc tiếp người cần mẫn chăm chỉ làm việc, rất là trách nhiệm và chịu thương chịu khó. Họ có bản tính hiền lành, lương thiện, tính tình thì hòa nhã, làm việc thì không mưu cầu được báo đáp nên tích được nhiều cái phước đức dài lâu cho bản thân và cho gia đình con cái. Cái nhược điểm của họ là khi còn trẻ cái sức bật nó chưa đủ mạnh, không biết gây dựng cái mạng lưới quan hệ xã giao hay là gì hay phạm phải những cái sai lầm chí mạng và cần mất nhiều thời gian để mà sửa. Và càng lớn tuổi thì họ lại càng học được nhiều cái thứ từ trường đời vào cái cuộc sống bản lĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Khi bước vào cái tuổi 40 trở đi thì nhờ được các cát tinh nó xoay chiếu, nó chiếu mệnh mà những cái người tuổi từ xỉu ấy trong thời gian này đã bắt đầu có bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển vượt bậc, may mắn được quý nhân giúp đỡ mà chỉ cần dựa vào cái năng lực của bản thân, họ cũng sẽ sớm giành được những cái quyền cao chức trọng, khiến cho mọi người phải nể phục ở chỗ làm. À, thăng tiến trên con đường quan lộ, tài lộc thì cũng rủng rỉnh, hầu bao thì lúc nào cũng rộn ràng. À, trước đó khó khăn về tài chính bao nhiêu thì qua 40 tuổi trở đi họ lại càng dễ dàng phát tài phát lộc bấy nhiêu. Tuổi xíu thì tượng trưng cho cái sự thành công sau khi mà trải qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ và nỗ lực thì mới có được. Đây là những người làm việc không biết mệt. Những người sinh vào cái năm xỉu ấy là những người đáng tin, điểm tĩnh, có nguyên tắc quy củ, là một trong những người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, à, rất nguyên tắc nhưng mà vẫn gì công bằng, Đấy. biết lắng nghe ý kiến của mọi người. À, nhưng nếu muốn thay đổi cái quan điểm của người của anh ta hoặc của cô ta ấy, thì rất khó vì anh ta cố chấp nên đôi lúc có vẻ là thiên vị à, những người tuổi xỉu cần cù nỗ lực vượt bậc thì mới gặt hái được những cái thành công mặc dù chậm nhưng mà chắc là như thế những người tuổi xỉu thì không phải là cái con bò và sữa ngoài đồng à, con vật khỏe mạnh này thì sinh ra đã là cái bậc lãnh đạo đáng tin cậy cẩn thận và có khả năng làm việc lớn để tự nhiên sẽ làm được việc lớn à, những người tuổi xỉu lề mề và nguyên tắc nhưng theo những dự đoán từng bước một là và gì à, không hề mất một cái mất mất một hướng nào những người tuổi xỉu rất là bảo thủ cố chấp khó chấp nhận ý kiến của những người khác song khi lâm vào cái cuộc lại rất là hiên ngang dũng cảm bình tĩnh để xử lý vấn đề đưa ra cái sự hỗ trợ hỗn độn trở về cái trật tự vốn có của nó họ là những người trong kinh doanh thì dựa vào cái logic và cái trí tuệ làm việc gì cũng làm đến cùng chính bởi vì thế khi giải quyết công việc chủ yếu thì dựa vào cái lý trí ít khi dựa vào cái tình cảm do vậy à, có chút cực đoan nhưng mà thẳng thắn và là những người liêm khiết à, do những người tuổi xỉu chắc chắn là những người đáng tin cậy có ý chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đạt được cái thành công cái nguyên tắc tự tin và điềm tĩnh thích ẩn mình nên là sẽ được lãnh đạo và những người có quyền uy tín nhiệm chỗ nào cần trách nhiệm thì ở đó có những người tuổi xỉu À, nhưng mà nên chú ý thận trọng bằng không ấy thì cái thắng lợi sẽ dễ khiến cho những người tuổi sửu u mê. À, thưa quý vị, những người cầm tinh quân châu thì đi theo cái con đường chính tắc đấy, có trình tự, không thích đi đường tắt đoán đầu. À, trong làm ăn thì cũng rất rõ ràng, rất khoát. Họ thích sự tôn nghiêm và cái đức hạnh, khuôn mẫu tôn trọng những cái điều đã được giao ký từ trước. Họ là những người mà rất có tự trọng và à, bản thân họ thì luôn tự lực cánh sinh, không muốn làm những người khác phải phiền lòng. Những người tuổi Sửu nếu mà sinh vào các tháng là tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 10 thì là những người mà sẽ có cuộc sống hậu vận giàu sang phú quý sung túc, thập toàn thập mỹ. Những người tuổi Sửu mà sinh vào tháng riêng, Đấy. À, nói chung ấy là những người thông minh tài trí hơn người, tuy nhiên thiếu cái sự may mắn vào cái thời cơ thuận lợi bởi vậy thành công với họ thường đến muộn những người tuổi sửu sinh vào tháng 3 đấy là những con người tự do phóng khoáng à, thích bay nhảy và làm những điều mình mong muốn những người này thường có xu hướng kết hôn muộn nhờ vào cái sự thông minh mưu trí và những người tuổi sửu dễ xây dựng được nên cái sự nghiệp và à, sự nghiệp được vững chắc ngay từ khi còn trẻ à, tiếp theo là tuổi sửu sinh vào tháng 6, ngay từ khi còn trẻ còn nhỏ đã ham học hỏi hiểu biết hơn người, càng trưởng thành thì càng năng nổ nhiệt tình tốt bụng. Hễ mà gặp khó khăn thì lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ, cả đời sống trong cảnh an nhàn sung sướng không phải lo chuyện túng thiếu. À, tiếp đến là những người tuổi Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch. Nếu mà sinh vào tháng 7 âm lịch cũng gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi trong cái cuộc sống. Sớm có được công việc ổn định, xây dựng được gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vợ chồng thì một lòng trung thủy yêu thương. Về già thì có của cái Có tài lộc để lại cho con cháu à, Tiếp theo là tuổi xỉu sinh vào tháng 8 âm lịch Thì những người này thì thường là tự thân lập nghiệp Đi lên từ hai bàn tay trắng Sớm muộn cũng đạt được những cái thành công Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều cái khó khăn, gian khổ Nhưng lại được hưởng phước lộc Càng về già thì cuộc sống lại càng ổn định, sung sướng Gia đình thì hòa thuận, vợ chồng thì yêu thương, cùng nhau chia sẻ vượt qua những cái khó khăn trở ngại. À, tiếp đến tuổi Sửu sinh vào tháng 10 âm lịch thì ban đầu cuộc sống có nhiều cái thiếu thốn khó khăn nhưng nhờ vào cái sự thông minh, quyết tâm mà xây dựng được cái sự nghiệp vững chắc, ổn định, càng về sau thì cuộc sống lại càng đầy đủ tiện nghi. À, thưa quý vị, trong số những người tuổi Sửu thì tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là tuổi may mắn nhất trong top những người những con giáp mà càng già càng giàu, càng ngày càng sung túc phú quý giàu sang. Thưa quý vị, người tuổi quý sửu sinh năm 1973 chúng ta có quý thủy, đúng không? Sửu thổ. Những người này là có đọc âm ngũ hành là tăng đối mộc. Những người tuổi quý sửu khéo léo trong giao tiếp, bởi vậy họ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp và được mọi người yêu quý. Họ có lập trường riêng của bản thân, nhưng mà cũng không hề bảo thủ. Ngược lại. Những người này sẵn sàng tiếp thu, học hỏi những cái kinh nghiệm những cái kiến thức từ những người khác. Họ nhìn cuộc sống bằng cái con mắt hiện thực, biết những cái điều mình nên làm để đạt được những cái thành công đó. Những người tuổi ất Sửu sinh năm 1985 ấy thì lại có tài lãnh đạo, tổ chức, quản lý những người khác. Họ lại có lập trường khá vững chắc. Lòng quyết tâm cao đấy chừng nào mà chưa đạt được cái mục tiêu thì những người tuổi ất xỉu cũng sẽ không dừng lại cái khát vọng vươn lên trong cuộc sống chính là cái động lực để cho những người tuổi ất xỉu không ngừng tiến về phía trước và từ đó giúp họ gặt hái được nhiều cái thành công trong cuộc sống những người này thì cũng không ngần ngại đối mặt với những cái nguy hiểm à, đối với họ càng gian nan càng thử thách bao nhiêu thì chiến thắng lại càng vẻ vang vang dội bấy nhiêu vinh quang bấy nhiêu đúng không ạ những người tuổi xỉu thì là những người rất thật thà chân thành và tốt bụng Họ sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà quên đi cái lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này thì có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào những người khác. Thành công họ đạt được thì đều dựa vào cái sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cái sự cố gắng của họ. Hơn nữa, những người tuổi xíu lại là những người có lập trường của riêng mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi những người khác. Vì vậy, khi mà đặt ra những cái mục tiêu ấy, thì họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi, phải đối mặt với khó khăn, với áp lực, họ có thể chịu đựng được cái sức có có một cái sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. À, những người tuổi sửu có lối sống rất là thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những cái lời nói ngon ngọt nịnh bợ những người khác, thậm chí là tránh xa những cái người mồm mép tép nhảy. Những người này thì ít chia sẻ những cái cảm xúc của mình, những cái suy nghĩ của mình uh, ra bên ngoài với những người khác ấy, kể cả với những người thân bởi vậy không ai có thể hiểu được cái kế hoạch tiếp theo những người tuổi xỉu đang làm là gì à, những người tuổi xỉu là những người mà sống có trách nhiệm với tập thể họ không bao giờ lợi dụng uh, vì cái lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho những người khác dù có gặp phải khó khăn nguy hiểm thì họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm để mà vượt qua cái thử thách đó à, trong công việc thì khi phải đưa ra những cái quyết định lựa chọn thì họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi mà mắc phải những sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được cái sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những cái trường hợp cần phải giải quyết cần phải quyết đoán thì những người tuổi Sửu lại tuột mất cái cơ hội. Họ gì cần phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa thì mới có thể đạt được cái thành công. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn, càng già càng giàu ạ dễ được hưởng vinh hoa phú quý về sau đó là con giáp may mắn càng già càng giàu đầu tiên à, à, quý vị có thuộc những con giáp may mắn này không nếu mà quý vị là những người tuổi xỉu quý vị hãy comment bên dưới nhé 1985 1973 mà quý xỉu đúng không ạ hoặc là 1997 là đinh sửu à, 2009 là tuổi kỳ xỉu hoặc là 1949 1961 tân xỉu vân vân đó quý vị comment bên dưới nhé à, tiếp theo con giáp may mắn càng già càng giàu thứ hai thì đó chính là những người tuổi thân à thưa quý vị thưa quý vị những người tuổi thân đa phần là những người thông minh đĩnh ngộ phản ứng lanh lẹ mạnh mẽ kiên cường khi còn trẻ họ thiếu cái trí phấn đấu không mưu cầu tiền bạc nên là an phận thủ thường à, sống ở đời một cách là đạm bạc thanh bẩn một phần là bởi họ có tài nhưng mà thiếu cái đất dụng võ không được cấp trên nhìn ra và trọng dụng lại bị gì tiểu nhân rèm pha buông lời đố kỵ nên rất hay phải đi đường vòng trên cái con đường thành công nhờ sự kiên định và vững vàng họ nhất quyết quyết tâm gì không bao giờ ăn sổi ở thì không chịu luồn cúi hay là chụp giật để mà thành công cũng nhờ vậy mà càng đi nhiều thì càng phải tốn thêm nhiều công sức trí tuệ để khẳng định bản thân bao nhiêu ấy, thì họ lại càng tích lũy được thêm nhiều cái mối quan hệ thành công ở độ tuổi vãn niên của họ tuy là muộn nhưng lại rất là đậm đà tiền tài danh vọng của họ thì cũng gì uh, rất là bền vững và hoàn toàn là trong sạch thiện lương những đồng tiền mồ hôi sương máu mà trí tuệ chất xám bỏ ra suốt 40 50 năm năm trước đó uh, cũng sẽ đem lại cái vinh quang vinh hoa phú quý cho cái phần còn lại ở đời và để lại cho con cháu đời sau uh, thưa quý vị những người tuổi thân là những người rất ham học hỏi, họ tiếp thu những cái thông tin cho mình ở bất kỳ nơi đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều về cái vấn đề trong lĩnh vực trong cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những cái điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những cái điều thú vị mới mẻ, không bao giờ là nhàm chán cả. Những người tuổi thân thì truyền cảm hứng sức sống dồi dào, mãnh liệt của mình cho những cái người xung quanh. Khi mà đối diện với những khó khăn, với những cái thử thách thì những người tuổi thân luôn thể hiện một cái ý chí quyết tâm cao và cái sự tự tin của bản thân mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần nhờ đến cái sự giúp đỡ của những người khác. À con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng của mình ấy cũng sẽ giúp cho họ lường được trước những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái mối nguy hiểm trước mắt. À thưa quý vị Nam giới những người tuổi thân thì sớm trưởng thành và xây dựng được cái sự nghiệp vững vàng nhờ vào cái khả năng giao tiếp của mình mà họ có thể có nhiều cái mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, được người thân yêu quý. Bởi vậy, à, mỗi khi mà gặp sóng gió, mỗi khi gặp khó khăn thì những người tuổi thân cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên ấy không vì thế mà họ ỉ lại và dựa dẫm vào những người khác. À, những người tuổi thân là những người khôn ngoan trong những cái trường hợp cần thiết họ sẽ không bao giờ làm những cái việc là gì vô ích, không đem lại cho mình uh, cái cái tiền bạc, cái lợi lộc gì cả. đôi khi có người cho rằng tuổi thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận cái điều này. tuổi thân có thể thành công trên nhiều cái lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ những người này đã gì ham học hỏi, tiếp thu được nhiều cái kiến thức bổ ích. họ thích làm việc độc lập hơn là tham gia vào cái tập thể họ biết phát huy những cái điểm mạnh và khắc phục những cái điểm yếu trong cái con người mình. Đó là cái lý do tại sao mà các bạn thấy tuổi thân nói chung ấy thật là hoàn hảo, thông minh. Họ suy nghĩ rất là thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cái cơ hội hiếm hoi để mà đạt được những cái thành công. Những người tuổi thân thể hiện được cái sự thông minh nhanh nhẹn của mình bằng cách là chắt lọc những cái thông tin cần thiết để mà học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn chọn những cái việc dễ làm ít tốn sức mà đem lại cái hiệu quả công việc cao. À, bởi vậy, nhiều người cho rằng những người tuổi thân mưu trí, nhưng mà trong một số trường hợp ấy thì họ lại rất là khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi thân văn võ song toàn vừa có tài lại vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều cái may mắn thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Nếu mà họ cảm thấy bản thân mình giỏi vào lĩnh vực nào, thì tuổi thân sẽ phát huy cái trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi cái nghề nghiệp ở trong cái lĩnh vực đó những người này làm việc thì tập trung rất là cao độ không ai có thể làm cái phiền hay là ngắt quãng đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy gặp khó khăn nhỏ đã gì đã không giải quyết được bởi những người tuổi thân là những người độc lập không muốn dựa dẫm vào ai cả và cũng không muốn là những người khác ỉ lại quá vào mình những người tuổi thân trong cái trường hợp nào thì cũng có thể giữ được cái thái độ hài hòa hòa hợp của mình với các công việc và với mọi người xung quanh. Khi mà cảm thấy tinh thần mệt mỏi, những người tuổi thân nói chung là không bao giờ tỏ ra là chán nản, họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi. Đấy, à, để lấy lại cái tinh thần làm việc. À, cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn được ở trong cái tình trạng là tốt nhất. Những người tuổi thân lúc nào cũng nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu mà đã xác định được cái mục tiêu. Và tìm thấy cái cơ hội cho mình thì họ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào cái sự nghiệp và xây dựng một cái niềm tin vào cái chiến thắng. À, thưa quý vị, đó là tổng quan về những người tuổi thân. Và những người tuổi thân sinh vào những cái tháng sau đây thì sẽ có được một cái cuộc sống viên mãn càng già càng giàu. Vậy đó là những tháng nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, những người tuổi thân mà sinh vào tháng 2 này, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là những người mà gặp được nhiều cái may mắn có cuộc sống hậu vận giàu có hơn người. Sinh vào tháng 2 thì công việc chính gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà cái nghề tay trái lại khá là thuận lợi. Bởi vậy, cuộc sống được ổn định đủ đầy, càng về già thì lại càng có nhiều tài lộc, được hưởng cuộc sống trong nhung lụa hạnh phúc. À, sinh vào tháng 4, ban đầu cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu mà cố gắng kiên trì sẽ vượt qua. À, thì càng về sau càng có cuộc sống sung túc đủ đầy, không phải lo thiếu thốn về cái chuyện cơm áo gạo tiền. Những người tuổi thân sinh vào tháng 7 thì có tài lộc, có của ăn của đẻ, cả đời không phải lo thiếu thốn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, à, được mọi người yêu quý, tôn trọng. Tuy nhiên, cần phải đề phòng những cái biến cố về sức khỏe quý vị nhé. À, tiếp theo là những người tuổi thân sinh vào tháng 8 thì là những người mà giàu tình cảm, có đường tình duyên, may mắn thuận lợi. Bởi vậy, gia đình thì hòa thuận, vợ chồng thì thủy chung son sắt, được hưởng nhiều cái tài lộc, nếu mà cố gắng thì sẽ sớm xây dựng được cái cuộc sống thành công vững chắc viên mãn. Thưa quý vị, trong tất cả những người tuổi thân thì những người tuổi mậu thân sinh năm 1968 có lẽ là cái tuổi điển hình nhất trong một cái cuộc sống là giàu sang sung sướng khi về hậu vận càng già càng giàu. À, quý vị thân mến, những người tuổi mậu thân sinh năm 1968 tức là khỉ ăn quả đấy, à, thuộc ngũ hành là ngũ hành thuộc thổ với cái con mắt nhìn xa trông rộng và cái khả năng phân tích về vấn đề một cách chính xác nhẹ bén những người tuổi Mậu Thân có thể sẽ dễ dàng đạt được những cái thành công trong cái lĩnh vực của cuộc sống à, cũng bởi cái tấm lòng lương thiện nhân hậu mà họ sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong cuộc sống mỗi lúc khó khăn thì đều có quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời à, thưa quý vị tiếp theo là những người tuổi canh thân sinh năm 1980 những người tuổi canh thân mệnh mộc là những người hiền lành ngay thẳng được nhiều người yêu quý kính trọng ngay từ khi còn trẻ tuổi thì họ đã ham học hỏi, có những cái ước mơ và những cái hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến ước mơ thành cái hiện thực. Những người tuổi Canh Thân ấy thì cũng rất là nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm cái điều gì, dù lớn hay là nhỏ thì họ đều lập ra một cái kế hoạch cụ thể, vận dụng cái đầu óc nhạy bén của mình để xác định cái mấu chốt vấn đề, tuyệt đối không dựa vào cái trực giác Điều đó sẽ giúp cho những người tuổi canh thân có những cái bước đi vững chắc hơn, chắc chắn hơn trong tương lai, chính xác hơn trên cái con đường xây dựng và phát triển cái sự nghiệp của bản thân. Và những người tuổi thân ấy thì trời sinh là những người thông minh mưu trí, nhưng mà cuộc đời thời thanh thiếu niên ấy thì cũng gì, quá là bằng phẳng, à, không có cái thời gian để mà phô diễn tài năng, vì thế mà thường phải trải qua nhiều cái đường vòng thì mới đạt được đến đỉnh cao của con đường thành công. Nhưng sau bao năm thời thanh niên ấy, bôn ba vất vả thì tài năng của những người tuổi thân bắt đầu có cơ hội được phát triển. Họ có năng lực đảm nhận cái công việc nhiều cái tính cạnh tranh, hiệu quả, làm việc thì cao. À, tầm trung, tức là tầm khoảng 50 tuổi trở đi thì không phải lo các chuyện cơm áo gạo tiền. Phú quý thì đầy nhà và tiền bạc thì tiêu xài cũng không hết. Đó là những người tuổi thân con giáp càng già càng giàu thứ hai. À, thưa quý vị, tiếp theo con giáp càng già càng giàu thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. À, quý vị thân mến, những người tuổi ngọ bản tính vốn là hiền lương, nhân hậu, hào phóng, thích giúp đỡ những người khác. Mặc dù không được sinh ra trong cái gia đình giàu có, nhưng những người tuổi ngọ hoàn toàn có khả năng làm giàu và vươn lên từ hai bàn tay trắng. Cái vận may đến với những người tuổi ngọ khá là muộn, Khoảng 35 tuổi trở đi thì mọi thứ mới trở nên được xuân sẻ hanh thông và thuận lợi. Dù vậy, một khi mà những người tuổi ngọ đã vất lên thì không có điều gì có thể cản nổi cái tài vận của họ bởi họ rất là quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và chỉ cần nắm bắt được đúng cái thời cơ thì cuộc đời của những người tuổi ngọ sẽ bước lên giàu có. À, có một cuộc sống viên mãn và sung túc cả đời. Những người tuổi này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. À, mỗi khi mà gặp khó khăn thì lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải cái chuyện thiếu thốn họ khéo léo tạo dựng cho mình cái mối quan hệ làm ăn à, cái mối quan hệ bạn bè trong mọi lĩnh vực điều đó sẽ giúp cho những người tuổi ngọ học được nhiều cái kinh nghiệm mới cho bản thân mình dù gặp vô vàn những cái khó khăn trước mắt nhưng những người tuổi ngọ vẫn luôn vui vẻ thoải mái lạc quan và, và yêu đời họ tự hưởng thụ cái cuộc sống của mình À, như thế và ngày hôm nay ấy, thì không làm thì ngày mai vẫn có cơ hội đó không việc gì phải vội à, họ không thích hợp với những cái sự nghiệp lâu dài làm gì cũng cần gì chỉ cần hứng thú trong cái thời gian ngắn đó chính là cái lý do mà vì sao lúc bắt đầu công việc thì những người tuổi ngọ nhiệt tình và đạt được cái hiệu quả cao nhưng mà càng về sau thì cái tiến độ công việc nó lại càng chậm chạp ì ạch đến cái mức khiến cho những người khác phải khó chịu Ít ai có thể hiểu được cái suy nghĩ phức tạp của những người tuổi ngọ Dù anh ta có cố gắng giải bày cái kế hoạch của mình Những cái sự sắp tới của mình ấy, Thì cũng khiến cho người khác đấy Hiếm có người chú ý lắng nghe Cái bản tính dễ thay đổi mà tuổi ngọ Không có bất kỳ cái thói quen nào lâu dài cả Đặc biệt là trong cái việc ăn uống Họ ăn ngủ nghỉ ngơi Không có khoa học và không có giờ giấc chính xác điều này khiến cho những người tuổi ngọ mắc phải nhiều căn bệnh về đường máu đường tiêu hóa. À, những người tuổi ngọ sinh ra là để gánh vác những cái việc cực khổ. Họ là những người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có có thể đó. À, không hành động thì thôi. Những người tuổi ngọ một khi mà đã bắt đầu làm việc là gì à, ra khỏi cái 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 giai đoạn non trẻ họ sẽ gặt hái được nhiều cái thành tích đáng kể trong cuộc sống. Để đạt được thành công thì những người tuổi ngọ cũng phải trải qua không ít những cái khó khăn, những cái gian khổ, những cái thất bại và cả sự tuyệt vọng nữa. À khi mà họ nhận ra những cái thay đổi nhanh chóng luôn khiến cho họ rơi vào cái tình cảnh là gì à khủng hoảng và bế tắc, thì cũng là lúc mà những người tuổi ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên cái con đường thành công mà mình đã chọn, dù có đẩy trông gai gian khổ đến đâu đi chăng nữa. Những người tuổi Ngọ sinh vào tháng 3, tháng 5, tháng 8 thì là những con giáp gì? À, có cuộc sống gặp nhiều may mắn. Có thể thời trẻ sẽ gặp khó khăn, nhưng bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự kiên trì cộng với cái sự may mắn do thời vận mang lại, khiến cho họ có được cuộc sống hậu vận sung túc an nhàn bên những người mình thương yêu. Đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Ngọ sinh vào tháng 3 âm lịch thì những người tuổi ngọ sinh vào tháng 3 âm lịch thì gặp nhiều cái may mắn trên con đường học vấn, tiền bạc. À, tính tình thì ngay thẳng, hiền lành, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Càng trưởng thành thì lại càng lập nên cái sự nghiệp lớn, danh tiếng thì vang dội, được nhiều người kính nể. À, nói chung ấy những người sinh vào tháng 3 thì, thì vào cái lúc tiết thanh minh, mây tan mưa tạnh và diễu võ dương oai, trí khí thì cao ngất trời à, tuy có khó khăn tuy có hoạn nạn nhưng mà vẫn anh dũng vẫn hào kiệt hơn người được kính trọng ngưỡng mộ sống chan hòa và xa gần đều yêu mến mưu sự thì thành công thi cử thì cũng được đỗ đầu khoa bảng còn đối với những người tuổi ngọ mà sinh vào cái tháng năm âm lịch nó bảo rơi vào cái tiết mang chủng thì có nhà cửa mới đấy, nhưng mà vẫn cần phải giữ được cái quy mô của tổ tông à, họ cũng là là những người mà sáng lập nên cái cơ đồ đấy sinh cơ lập nghiệp vất vả cay đắng gia đạo thì hưng thịnh phúc lộc thì dồi dào nói chung ấy hơn người khác nói chung nếu mà có được một người chồng một người vợ như vậy thì đã có được cái phúc khí đấy cuộc sống sẽ gặt hái được nhiều cái thành công đường tình duyên thì gặp nhiều cái thuận lợi gia đình thì hạnh phúc ấm no vợ chồng thì một lòng trung thủy yêu thương và chiều chuộng nhau tiếp đến là những người tuổi ngọ sinh vào tháng 8 và có tiết bạch lộ đấy thì là những người cơ chí mưu lược hơn người văn võ song toàn mạnh dạn đảm đang khéo léo và tình cảm là những người có đức cao vọng trọng tình cảm thì ôn hòa có trí khí mưu sự dần dần và sẽ thành công thăng tiến về phía trước leo từng nấc thang cái cắt khí thì nó cũng sẽ được cắt tường vô tận thị phi nó cũng sẽ bị chia đôi và trong thời gian này những người này là những người hào kiệt nếu mà muốn thành công thì quý vị cũng không nên vội vàng trước những cái trước khi giải quyết những cái vấn đề thì cũng cũng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng cẩn thận tránh nóng vội mà dẫn đến những cái sai lầm đáng tiếc về già thì được hưởng cuộc sống là sung sướng giàu sang đủ đầy tiện nghi không lo túng thiếu cái gì cả đó đó là về cái tháng sinh âm lịch à, thưa quý vị ở trong số những người tuổi ngọ thì tùy từng vào tuổi tùy từng vào cái vận mệnh và tùy từng vào cái năm sinh mà cái vận trình của những người tuổi ngọ theo năm sinh cũng không giống nhau và có thể thấy những người tuổi mậu ngọ, những người sinh năm 1978 có mệnh là thiên tượng hỏa là con giáp điển hình nhất của sự may mắn được nhắc đến là con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Những người tuổi mậu ngọ là những người hào phóng, thích tự do tự tại, ưa mạo hiểm, thích sống một cái cuộc sống có nhiều cái thay đổi. Vì thường xuyên tìm kiếm những cái cảm giác lạ mới nên là họ cũng là những người mà uh, thích chiêu chọc những người khác để tạo ra cái sự vui vẻ hòa đồng. Những người tuổi Mậu ngọ là những người nhiệt tình, hào phóng và độ lượng. À, đa số những người tuổi Mậu ngọ là những người ưa thích tự do, thích độc lập, sớm tách ra khỏi cái gia đình. Nếu mà không có ý chí vững mạnh sẽ khó mà học hành đến nơi đến chốn. À, nói chung ấy, quý vị những người tuổi Mậu ngọ thì hoàn toàn không thích hợp với các công việc cố định nhàm chán và họ dễ thành công trong các lĩnh vực năng động như là À, những người này thì có khả năng quan sát và lập kế hoạch rất là tốt, làm việc thì khá là cẩn trọng và nghiêm túc. Cá tính của họ khá là đa dạng và đầy cái, đây cũng chính là cái điểm mà thu hút cái sự chú ý của mọi người xung quanh nhiều nhất. Vì vậy họ có thể thử nghiệm trong nhiều cái công việc khác nhau để mà gì tích lũy thêm cái kiến thức, cái kỹ năng cho mình. Cái sức mạnh của hỏa sẽ khiến cho những người tuổi ngọ luôn có cái sự kết hợp chặt chẽ giữa lời nói và cái việc làm họ luôn coi trọng cái hiệu quả công việc và thường hoàn thành nhanh chóng những cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó tuy nhiên họ lại thích một cái công việc có nhiều cái sự thay đổi và cái biến động mà không bị người khác chi phối vì vậy họ sẽ cố gắng tìm kiếm nhiều cái thử thách mới à, công việc thì càng có nhiều cái thử thách thì họ lại càng hứng thú hơn Lời khuyên dành cho những người tuổi mậu ngọ là cần phải chú ý để không tiếp nhận những cái phần việc ngoài cái khả năng của mình. Nếu không ấy, sẽ rất khó tránh khỏi những cái sai sót quý vị nhé. Thì nhìn chung nếu mà được sao tốt chiếu mệnh thì những người tuổi ngọ mệnh hỏa cho dù là không thành những cái nhà lãnh đạo quyền cao chức trọng thì cũng sẽ trở thành những cái doanh nhân thành đạt nổi tiếng thời còn trẻ những người tuổi ngọ thích đi du lịch khắp nơi để mà khám phá để mà trải nghiệm những cái điều mới mẻ họ ít dành thời gian cho gia đình bởi cái sự hấp dẫn cái sự thú vị ngoài cái cuộc đời ở bên ngoài kia bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình khi trưởng thành thì những người tuổi ngọ có nhiều mơ ước có nhiều hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một cái sự nghiệp vững vàng dù có trải qua nhiều khó khăn gian nan thử thách thì ý chí của những người tuổi ngọ vẫn gì không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm càng cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mà mình mong muốn trong cuộc sống trong công việc thì họ rất là năng động và nhiệt tình. Những người tuổi ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và cái năng suất lao động cũng gấp nhiều lần so với những người khác. Nhưng họ thường làm việc theo cái trực giác và cái hứng thú. Khi công việc ấy nó khiến cho những người tuổi ngọ cảm thấy nhàm chán thì họ sẽ thay đổi và đi theo một cái luồng gió mới mới mẻ hơn cũng bởi cái sự thay đổi này mà đôi khi những người tuổi ngọ bỏ đi những cái cơ hội những cái vận may cho chính bản thân mình nhưng dù sao ấy, thì đó cũng là cái bản chất không thể thay đổi được của những người tuổi ngọ họ không ngừng vận động khám phá và thể hiện cái sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực họ là những người độc lập trong cái cuộc sống không bao giờ dựa dẫm, ỉ lại vào bất kỳ ai, bất kể là cái việc gì, dù đơn giản hay là phức tạp, thì những người tuổi ngọ đều là những người đầu tiên hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Họ rất quan trọng cái danh dự, chữ tín của bản thân. Bởi vậy, khi mà được sao phó cho bất kỳ cái trọng trách nào, thì những người này đều cố gắng hết mình để mà hoàn thành. Những người tuổi ngọ năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với cái đam mê trong công việc. À, nói chung ấy với công việc thì họ dường như là không bao giờ gặp khó khăn về cái vấn đề về tài chính cả. Ngược lại, những người tuổi Ngọ có thể giúp đỡ nhiều người nghèo có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống. Có thể nói, trong 12 con giáp thì tuổi thơ của những người tuổi Ngọ lại không được êm đẹp như những người khác. Họ đã phải sớm xa gia đình hoặc là gì, sinh ra trong cái gia đình có hoàn cảnh không được êm ấm sung túc. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ lại được trời ban cho cái tính khí là kiên cường, nghị lực nên họ sẽ vượt qua được mọi thử thách ngoài cái sức tưởng tượng để mà đến tuổi trưởng thành ấy, thì nhờ cái sự trải nghiệm từ bé mà những người tuổi ngọ có thể tạo dựng nên cái sự nghiệp riêng cho mình bằng chính cái khả năng của mình Đó. mặc dù thua thiệt với bạn bè với người khác khi còn nhỏ nhưng mà khi đến tuổi trưởng thành ấy, thì những người tuổi ngọ lại vượt trội về mọi mặt từ năm 40 tuổi trở đi thì sự nghiệp của những người tuổi ngọ được ổn định hơn À, càng làm việc thì họ lại càng kiếm được nhiều tiền nhìn chung ấy, là hậu vận của những người tuổi ngọ tốt họ không những làm giàu cho bản thân mình mà còn giúp cho gia đình được sung túc thịnh vượng à, nói chung ấy, những người tuổi ngọ là một trong những con giáp một trong bốn con giáp cực kỳ may mắn mà tử thông cũng muốn chia sẻ cùng quý vị ở đây đó là con giáp may mắn thứ tư càng già càng giàu đó tiếp theo con giáp càng già càng giàu thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi tý À, kính thưa quý vị những người cầm tinh con chuột bẩm sinh là những người nhẹ bén tinh tế sở hữu cái chỉ số iq cao họ luôn sống có lý tưởng đặt cái mục tiêu rõ ràng cả ngắn hạn và dài hạn chứ không bao giờ họ ở cái tình trạng là lửng lơ ở trên chín tầng mây đa phần những người tuổi chuột đều sinh ra trong gia đình bình dị kinh tế vừa đủ đủ ăn đủ mặc à, nói chung ấy, chính cái động lực làm giàu và cái ham muốn vươn lên cho cuộc sống đã thôi thúc cái ý chí của những người tuổi Tý để họ để ý quan sát và học hỏi và trưởng thành dần theo cái từng năm tháng. Nhược điểm của những người tuổi Tý đó là họ quá chặt chẽ, làm việc gì cũng sẽ xa vào cái chi tiết, đôi khi vì quá chắc chắn để đơn ra là chắc quá hoa lép nên à, dễ để 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 vụt mất mất cái thời cơ quý giá. May mắn là khi đến 35 tuổi trở đi, thì họ sẽ được quý nhân phù trợ để để bắt đến à, và bắt đầu có những cái bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. À, vì vậy chỉ cần họ cố gắng kiên trì đến khi qua được cái giai đoạn khó khăn thì à, cũng sẽ có được một cuộc sống là giàu sang phú quý và từ 40 tuổi trở đi thì sẽ đạt được những cái quả ngọt và được hưởng phú quý đến cuối đời. À, những người tuổi Tý có tâm địa thiện lương tính tình thì tỉ mỉ cẩn thận trước 30 tuổi thì những người tuổi Tý thường không có nhiều cái cơ hội để mà thể hiện cái tài năng cũng như là không gặp được quý nhân và cũng không được quý nhân hỗ trợ cái phần tài năng của mình nhưng sau 30 tuổi trở đi thì những người tuổi Tý như được tôi luyện được rèn rũa à, không ngại đương đầu với những khó khăn cũng như là không bị khó khăn nó cản bước à, con đường đi tới thành công trở nên dễ dàng và bằng phẳng hơn bao giờ hết những người tuổi tý là những người nhanh nhẹn thích nghi với cái sự thay đổi của hoàn cảnh làm công việc gì thì họ cũng nhất định phải đạt được cái sự thành công như ý mới thôi những người tuổi tý tuyệt đối không để mình thua kém bất kỳ một ai đôi khi những cái tham vọng về công danh địa vị sự nghiệp và tiền bạc sẽ khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt của mọi người à, tuổi tý thì khá là cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc nếu mà trở thành nhà lãnh đạo thì họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng không một cái hành động sai trái nào có thể lọt qua cái tầm mắt của những người này. Họ tuyệt đối không thích ưu nịnh và cũng không bao giờ hợp tác với những người lười biếng há miệng trở sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách là hoang phí. Trong mắt của mọi người thì những người tuổi tý rất là cẩn thận chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ cái gì thứ gì của họ. À thưa quý vị, những người tuổi tý rất kín đáo. Nếu là những cái chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài những người này sống giàu tình cảm họ yêu thương quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình dù bận rộn với công việc thế nào đi chăng nữa nhưng mà họ cũng luôn biết cách sắp xếp thời gian để ở bên cạnh những người mình thương yêu tận hưởng cái không khí ấm áp hạnh phúc à, những người tuổi tí dù trong cái hoàn cảnh nào thì họ cũng có thể thích nghi một cách là nhanh chóng à, càng khó khăn thì lại càng tỏa sáng đa số những người tuổi này thường rất thành công trong cái cuộc sống dù đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng mà họ cũng có thể trở thành những người có quyền lực giàu có à, trong cái cuộc sống cạnh tranh này thì những người tuổi tý luôn là người đầu tiên giành được cái vị trí chiến thắng dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ cố gắng mà chinh phục được họ thích thử thách bản thân bằng cách đối đầu với những cái nguy hiểm những cái việc mà không ai dám làm thì những người tuổi tý sẵn sàng tiên phong đảm nhận cái điều đó khiến cho họ đạt được cái sự thắng lợi vẻ vang. À, nhưng cũng có khi khiến cho họ vấp phải những cái thất bại ê chề. Những người tuổi tý có khả năng điều khiển cái cảm xúc và cái suy nghĩ của những à, của những người khác. À, tự chủ và cẩn thận là hai cái tính cách mà tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn nhưng những người bạn của họ thực sự là chất lượng, đáng để trân trọng. Theo đuổi một cái cuộc sống giàu sang là cái mục tiêu chính trong cuộc sống mà những người tuổi tý muốn hướng đến. À, những người tuổi Tý thường có cuộc sống giàu có, không sợ thiếu thốn, nhưng họ luôn tạo ra cho mình một cái thói quen chi tiêu tiết kiệm vừa phải. À, những người tuổi Tý sinh vào các tháng 5, 6, 8 và 12 là những người may mắn đấy và dễ được cuộc sống giàu sang phú quý. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Tý sinh tháng 5 âm lịch. Những người sinh vào tháng 5 âm lịch thì có cái khí phách và cái lòng quyết tâm kiên trì xây dựng cái sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và cũng được nhiều người tôn trọng nể phục và có cả danh tiếng vẻ vang hưởng được cuộc sống an nhàn sung sướng à, với những người tuổi tý sinh tháng 6 thì là những người thông minh tài trí hơn người dù có gặp nhiều khó khăn thử thách thì vẫn kiên trì quyết tâm vượt qua có nhiều cái ước mơ cái hoài bão và những cái dự định à, những người tuổi này có dễ đạt được thành công khi mà còn rất trẻ à, thưa quý vị tiếp đến là những người tuổi tý sinh vào tháng 8 là những người thông minh trí tuệ sắc sảo trưởng thành sớm và tự lập thân chăm lo cho cuộc sống của bản thân mình à, không dựa vào bất kỳ một ai cả những người tuổi tý sinh vào tháng này thì nói chung ấy, trong cuộc đời thường gặp nhiều cái may mắn có quý nhân tương trợ giúp đỡ gặp khó khăn thì cũng sẽ à, vượt qua một cách dễ dàng đó gia đình thì hòa thuận vợ chồng chung thủy và son sắt yêu thương lẫn nhau à, tiếp theo là những người tuổi tý sinh vào tháng 12 hai âm lịch thì những người sinh vào cái tháng này thì cả đời an nhàn, không vất vả, không lận đận. Đấy, nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc, ấm no sung túc. Tuy nhiên thì họ không có tính tự lập. Thường ỷ lại dựa dẫm vào người khác. À, đôi lúc cũng gây ra những cái phiền toái cho những người xung quanh. Đó. À, thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem là những người tuổi Tý sinh vào giờ nào thì được may mắn quý vị nhé. Thì đầu tiên là những người tuổi Tý sinh vào giờ Mão từ 5 đến 7 giờ sáng là con giáp là những con giáp mà dễ được may mắn trời ban dễ được sống càng già càng giàu à, những người này có tính tình hiền lành thật thà ngoan ngoãn và biết tính toán trong công việc trong hành động hành động và cử chỉ dứt khoát nhanh nhẹ kết hợp với cái sự thông minh tài giỏi có thể giúp họ dễ dàng đạt được những cái thành công lớn lao hơn trong cuộc sống à, tiếp theo là những người tuổi tý mà sinh vào giờ thìn tức là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng thì là những người hào phóng tốt bụng luôn nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ những người khác hết mình mà không cần được cái sự báo đáp. Họ có tài trong kinh doanh và sẽ trở thành những cái à, ông chủ bà chủ tài giỏi giàu có. À, thưa quý vị, ở à, trong những người tuổi Tý thì nói chung cũng tùy vào từng tuổi, tùy vào năm sinh mà mệnh số của những người tuổi Tý cũng sẽ có những cái phần khác nhau. À, những người sinh năm 1960 canh Tý và những người sinh năm 1996 bính Tý thì là hai tuổi nhận được nhiều cái phúc lộc trời ban nhất. Dù tuổi trẻ có khó khăn, có vất vả thế nào đi chăng nữa, thì hậu vận cũng được sống trong cảnh là an nhàn, sung túc, giàu có, trọn đời. Thưa quý vị, với những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có cái bà ngũ hành bản mệnh là Bích Thượng Thổ. À, nói chung ấy, những người tuổi Canh Tý trưởng thành tự lập từ sớm so với những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng sẽ nhanh chóng được ổn định, sự nghiệp thì vững chắc họ khéo léo trong cái chuyện giao tiếp và ham học hỏi. Cái điều đó giúp cho những người tuổi canh tí tạo dựng được nhiều cái mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. À, những người này cả đời sống trong cảnh an nhàn, càng về già thì lại càng được hưởng cái sự sung sướng. À, tiếp theo là những người tuổi bính tí sinh năm 1996. Tức là gì? Những người này có mệnh là giản hạ thủy. Đó, là những người mà nhẹ bén, có quyền binh và có mưu lược. Tuổi trẻ thì bình thường trung niên thì thành đạt về già thì có hậu vận tốt à, làm việc thì theo cái cơ chí và nói chung ấy thì nếu mà là nữ mạng thì thường hay nói nhiều đó à, thưa quý vị à, tuổi trượt này thì liên quan nhiều hơn đến các hoạt động về à, thần kinh cái sự Rắc rối phức tạp của quá trình suy nghĩ họ có cái tầm nhìn sâu trông rộng và quan hệ tốt với mọi người họ cũng sẽ được kính trọng và phát huy được cái tài năng của mình nhờ vào cái bản chất thấu hiểu và hay giúp đỡ, họ truyền thống và bảo thủ trong cái hành vi thích bơi với sóng gió hơn là gì chống chọi với nó. Tuy nhiên họ cũng rất là tính toán và khôn ngoan sắc sảo ham học hỏi và có kiến thức. À, họ cũng thành thạo trong công việc diễn đạt ra cái suy nghĩ của mình. Đó. À, nói chung ấy những người tuổi chuột này cũng sẽ làm việc để học cao hơn và sẽ không bao giờ muốn dừng lại. Những người tuổi Tý thường là những người mà có cuộc sống thơ ấu, hạnh phúc. Thời thanh niên ấy thì cũng được thong dong, không bị ràng buộc nhiều. Hơn nữa, hết thảy tất cả thì cũng đều được như ý. Đến trung tuần thì thường gặp một số cái phiền phức cận kề, sẽ gặp không ít những cái thất bại. Có thể là gì thất vọng trong tình yêu hoặc là thất bại trong cái công việc làm ăn buôn bán, vân vân. Nhưng mà khi về già thì những người tuổi Tý thường hạnh phúc và khá là an lạc à những người sinh năm tý thì hầu hết có tính cách rất dễ đặt mục tiêu dành dụ cái tiền bạc của mình và họ sẽ quyết tâm thực hiện được chưa đạt được cái mục tiêu thì chưa ngơi tay nói chung là họ là những người hết sức mở cần cù chính vì thế ở trong cuộc đời của mình ấy, thì họ ít khi phải lo lắng khi mà gặp khó khăn về mặt tiền bạc nhưng có một điều là cái nhược điểm về cái mặt tiền bạc của họ ấy à, tuy họ có thể tiêu pha một cách là thận trọng nhưng À, thường ấy, do lòng dạ mềm yếu nên là dễ bị lừa gạt. Cái tính cách mềm yếu của họ thường không gì điều khiển được cái lý trí, hay làm ra những cái chuyện không có lợi. À, họ dễ bị người ta dụ dỗ và gặp nhiều cái điều không may mắn trong cuộc sống. Vì vậy những người tuổi Tý thì hãy nên nhớ là gì chọn bạn mà chơi. Lời khuyên dành cho những người tuổi Tý là đừng có gì có ý tưởng vất lên làm giàu sau một đêm nếm thử cái mạo hiểm ấy thì quý vị sẽ gì dễ bị gì tiền mất tật mang đó nói chung ấy cách làm này thì thực sự nó không được đúng mà quý vị nên cố gắng học hỏi ít những cái kiến thức quản lý tiền bạc của mình học cách làm sao để tận dụng cái khoản tiền đấy một cách là linh hoạt đấy chịu khó học hỏi những kinh nghiệm từ những người khác thì sẽ có được một cuộc sống đong đầy hạnh phúc hơn à, thưa quý vị trên đây tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp càng già càng giàu cứ thêm tuổi là thêm tiền. Các bạn nên nhớ rằng, khổ tận cam lai, like, mọi điều được tốt đẹp chỉ đến với những những người mà thực sự cố gắng, thực sự nỗ lực. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.